kính thưa quý vị, Nguyễn Xuân Nam xin trân trọng kính chào quý vị và trong chương trình phát thanh phố đêm và tối nay và đặc biệt là tin tức thời sự trong ngày với Hương Giang của Ngũi Xuân Nam. Chúng tôi xin mời quý vị theo dõi bản tin tối nay. Mời Hương Giang gửi lời chào được quý vị. Hương Giang xin thân ái chào gặp lại quý vị khán thính giả của Radio Phố Đêm và Hương Giang xin chào anh Nam. Wow, Hương Giang, tất cả các tin tức, tất cả các đại truyền hình, tất cả các trang mạng đều nói về chuyến đi châu Âu lần thứ hai, chuyến xuất ngoại lần thứ hai và đặc biệt chuyến dự hội nghị thượng đỉnh khối 20 lần này của ông Tổng thống Donald Trump tràn gặp tin tức bắt đầu tin gì mời cô Nga. Dạ thưa anh Nam vào ngày hôm nay thì tại thành phố Hamburg Đức Quốc đã có những cái cuộc biểu tình người ta ước tính là những các cuộc biểu tình sẽ diễn ra trước và trong hai ngày hội uh, trong hai ngày khi mà hội nghị thượng đỉnh G20 diễn ra thì có khoảng 100.000 người tham dự biểu tình. Riêng ngày hôm nay thì có khoảng 12.000 người tham dự biểu tình và cái điều đáng tiếc đã xảy ra đó là cảnh sát đã đụng độ dữ dội với đoàn người biểu tình uh, trong ngày hôm nay và thưa quý vị lực lượng thực thi công lực địa phương ở Hamburg đã phải dùng tới vòi nước hơi cay nhằm giải tán đám đông khoảng 1.000 người trẻ tuổi thuộc cánh tả. Những người này đeo mặt nạ, điên cuồng ném chai, lọ và đá và đã có 76 cảnh sát bị thương. Và thưa quý việc Hamburg và Đức Quốc họ đã triển khai một cái lực lượng cảnh sát hùng hậu để chuẩn bị đối phó với tình trạng bạo lực nếu như xảy ra trước cái thềm hội nghị G20. Và Đức Quốc họ triển um, khai đến cái lực lượng là 20.000 cảnh sát dự phòng cùng xe bọc thép, uh, phi cơ trực thăng và cả phi cơ không người lái và nhà chức trách thậm chí còn lập cả một trung tâm tạm giam với sức chứa 400 người. Và Hamburg đang tránh lập lại các cuộc đụng độ nghiêm trọng xảy ra tại hội nghị thượng đỉnh G8 vào năm 2011 ở uh, ở Genoa hoặc là ở Frankfurt. À, vào năm 2015 à, thưa quý vị và đoàn biểu tình đã xuống đường tuần hành với những cái khẩu hiệu như như là chào mừng đến với địa ngục à, và những cái câu câu khẩu hiệu này theo như nhà tổ chức Tuần Hành cho biết là Chào mừng đến với địa ngục là một thông điệp Mang tính chiến đấu nhưng mà nó cũng đồng nghĩa Với việc các chính sách của G20 Ở trên toàn thế giới phải chịu trách nhiệm Về các điều kiện như là Đói nghèo, chiến tranh và thảm uh, Họa khí hậu Và anh Nam biết là vào ngày hôm nay Thì Tổng thống Donald Trump đã có Một cái buổi họp kín với Thủ tướng nước chủ nhà Đó là bà Angela Merkel Và cái cuộc họp này Được xem là một cái cuộc họp uh, cuộc họp kín. Tuy nhiên sau cái buổi, uh, tuy nhiên trước uh, bà Merkel cho cho biết là trước khi gặp tổng thống Hoa Kỳ thì bà cho rằng là ông Donald Trump đang phải đối mặt với sự cô lập của uh, Re20 trong cái vấn đề về biến hỗ biến đổi khí hậu và sau cái buổi gặp thì một cái viên chức của Đức Quốc đã cho rằng là nước Mỹ hai cụ thể ở đây là tổng thống donald trump có thể dường như đang có một cái cuộc chiến về thương mại với âu châu và đây cái cuộc gặp gỡ ngày hôm hôm nay với tổng th à, thủ tướng đức angela merkel cũng là một trong cái điểm mà được truyền thông săn đón trở lại với anh nam à, hương giang biết trong lúc những tin tức dồn dập những vấn đề lớn của thế giới như bắc Hàn những vấn đề mà syria những vấn đề thương mại à, vấn đề mà vân vân hiệp ước kiểu toàn cầu vân vân đó thì có một cái điều tức cười là quý vị cái về hương giang tưởng tượng không người ta lại để ý đến cái chuyện mà có cái chuyện không ra gì chuyện chuyện bên lề đó là cú bắt tay của bà yeah. Merkel với ông <laughs> tổng thống Donald Trump thưa quý vị và chuyến xây gì nó có cái chuyện đó đó là vào tháng 3 vừa qua thì bà Merkel đã đến thăm Hoa Kỳ mà trước đó của bắt tay lịch sử của ông tổng thống Donald Trump với ông thủ tướng Nhật Shinzo Abe thì Hương Giang nhớ không cú bắt tay mà thiên hạ đếm tới 19 giây bắt tay giật 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 rồi vỗ 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 là chứng tỏ rất là thân tình một đài truyền hình một cái người mà một người hài kịch của đài truyền hình Hoa Kỳ ngày hôm nay đưa tin là là giống như cú bắt tay đó là I feel it I feel it I feel it tức là tôi cả có cảm giác tôi có cả cảm giác thì trong lúc đó cái mạng nồng giữa Nhật và và Mỹ như vậy đó thì khi sau đó thì bà mơ keo đến Hoa Kỳ và gần như ta suối hai người bắt tay mà hai người bắt tay từ quý vị không bắt tay hoặc bắt tay rất vùng về và cuối cùng đã cũng đã bắt tay với nhau trong cuộc họp báo chung giữa hai bên ông Donald Trump và bà Merkel. Cho nên lần này ấy, người ta hãy theo dõi cái chuyện mà chuyện ta kêu đóng ngọt mới ngọt là chuyện không quan trọng đó mà trở thành theo dõi rất nhiều người ta coi thử hai người này có bắt tay không thưa quý vị. Và quý vị có thể tưởng tượng như thế này. Từ cú bắt tay vụng về mà người ta gọi là super awkward là cực kỳ vụng về giống Trump và Merkel và tháng 3 vừa rồi thì lần này thưa quý vị hai bên bắt bắt tay mà người Mỹ báo Mỹ họ sử dụng ba chữ như thế này nè the handshake went smoothly Cứ bắt tay diễn ra ngọt ngào hay là hay là warm body language là hai bên đó, còn không những bắt tay không á mà cái ngôn ngữ của cái cơ thể của mình rất là nồng ấm lẫn nhau và hai bên đã smile đã mỉm cười lẫn nhau thì cái câu chuyện kết thúc tại đây thưa quý vị Bà người ta quan sát chỉ là bà Mơ Keo đưa tay ra trước và ông Trump đã bắt lấy bàn tay đó và cái bắt tay này họ dùng cái chữ thế, này quý vị tưởng đâu tưởng tượng không cả thế giới nghe được tiếng bắt tay <laughs> wow. một chuyện rất là nhỏ chuyện bên lề của hội nghị G20 nhưng, nhưng, nhưng mà... mà, nó thành một chuyện rất là lớn trên ngày hôm nay trên các hệ thống truyền thông của Hoa Kỳ báo chí như trang mạng yeah. truyền hình vân vân ừ cũng không có gì đáng ngạc nhiên bởi vì à, những cái 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 ngôn ngữ của cơ thể hoặc là những cái cử chỉ của các nhà lãnh đạo thế giới đôi khi có được có thể là được à, diễn dịch ra diễn giải ra à, cả đến những cái chính sách nhưng mà anh Nam anh Nam đã đã mạng đàm về cú bắt tay rồi thì anh Nam biết là chuyện bên lề còn chuyện bên lề gì nữa mà đang thu hút sự chú ý mà đang được bàn luận rất là nhiều không chắc anh Nam chắc là cô có đầu có ý gì đó dạ thưa anh Nam đó là cú bắt tay của ông Donald Trump với đề đệ nhất phu nhân uh, Polish. đó là khi mà ông Donald Trump đã bắt tay tổng thống Polis rồi đó thì là bà bà Duda tức là đệ nhất phu nhân của Polis thì bà, bà đi ra ba Lan. dạ Ba Lan hình như Ba Lan phải không anh bà Lan. dạ bà đi ra thì ông Trump đưa tay bắt bà nhưng mà nó dùng hai chữ chất quốc à là tại vì lúc đó bà bỏ Hoàng toàn bằng như không để ý đến ông Trump vượt qua luôn và bà đưa tay bắt tay để nhất phu nhân ở Hoa Kỳ và sau đó thì bà mới quay lại bắt tay ông Trump thì anh Nam biết là truyền thông nó, họ zoom vào cái khuôn mặt của ông Donald Trump hơi trong một vài giây rất chi là sườn sườn <laughs> cho 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 nên thấy không? cho nên cái 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 vấn đề trong cái tờ kỳ mà những uh, một cuộc gặp gỡ quốc tế lần đây cái chuyện bắt tay của ông Trump là đề tài lớn, dạ. kể cả bắt tay với vợ mình uh, Melania Trump phải không? Uh, thưa quý vị đó là một chuyện và uh, chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi những cái nội dung chính của G20 uh, để gửi đến quý vị trong bản tin kế tới bởi bởi vì chúng ta biết rằng là đây là một hội nghị rất quan trọng nhưng mà nói vấn đề này đó nó nói với trước khi sang đề tài khác hương giang tương tự này là hiện nay đó trọng điểm của vấn đề đó một trong những trọng điểm của vấn đề là chuyến gặp gỡ lần đầu tiên mặt đối mặt của ông Donald Trump và Putin thì các báo chí Mỹ cho rằng Putin là một con cáo rất cô cao già mà các cố vấn của tổng thống Donald Trump hiện nay đang cố gắng mà chuẩn bị cái là prep là 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 prepare trong tổng thống Hoa Kỳ tổng Donald Trump để đối đáp đối phó với ông Donald Trump một con cáo già trong lĩnh vực chính trị. Người ta nói trong châu Âu nó có hai con cáo già. Một cáo già là bà Merkel, là một người mà có thể nó là một vị thủ tướng và xuất phát từ Đông Đức thưa quý vị. Nhưng mà bà làm thủ tướng rất là rành rỏi, một một tay có thể là quyền lực nhất, phụ nữ quyền lực nhất thế giới bây giờ và là một tay gọi là cứng cửa nhất châu Âu là leader của châu Âu chứ không phải là là, là chỉ là leader của một nước Đức không nữa. Thì là làm sao ông trump sẽ đối phó nhân vật này như thế nào và đối phó nhân vật còn cực kỳ không kém đó, đó là ông, ông putin thì uh, chúng ta cho thấy hiện giờ đó uh, không những là cái cuộc hai cuộc gặp gỡ đó sẽ mà người ta nói là ông tổng thống nên trump đứng trước một tình trạng là hai stack trip là một cái, một cái chuyến đi mà có nhiều rủi ro hơn nhiều cái 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 rủi ro hơn. Thì để tránh bước cái rủi ro chừng nào Là cái nhóm mà cố vấn của ông trùm bám sát và chuẩn bị ông Trump rất là kỹ. nhưng mà cuối cùng thì sẽ như thế nào? có lẽ đó là câu hỏi chúng ta sẽ trả lời vào trong một hai ngày tới trong chương phát thanh radio phố đêm tối mai thứ sáu. có lẽ chúng ta sẽ có một số câu trả lời đầu tiên và sẽ thứ bảy thứ nhật tôi sẽ tiên liên tiếp để cập vấn đề này để gửi đến tất cả quý vị. mà quý vị cũng có thể thường xuyên đón xem đón đọc trên radio đón nghe radio phố đêm và quý vị có thể lên trang mạng báo calituri.com, calituri.com để có thể nghe đọc trực tiếp và liên tiếp, mình chúng tôi sẽ cập nhật liên tục trong ngày cho tất cả quý vị. Chào Lê Minh Hương Giang. À, dạ thưa anh Nam, thưa quý vị có một cái bộ, uh, có một cái điểm đáng chú ý là trong cái buổi họp báo vào sáng ngày hôm nay thì ông Donald Trump đã không có lên tiếng xác nhận là công nhận là Nga đã nhúng tay vào can thiệp bầu cử Mỹ và đây là cái điểm mà hiện nay đang rất là bị xăm soi để ý bởi vì cái lời tuyên bố của ông Donald Trump là cũng có thể là Nga mà cũng có thể là những cái quốc gia khác. Trong khi đó cái tuyên bố này nó cho thấy một cái sự mâu thuẫn hoàn toàn trái ngược với cái tuyên bố với sự xác nhận của cộng đồng tình báo Hoa Kỳ, xác nhận rằng tuyên bố rằng Nga đã đứng sau cái việc xâm nhập mạng Nga đã can thiệp vào bầu cử Mỹ vào năm 2016. Thì hiện nay có một luồng dư luận đặt cái câu hỏi, đặt nghi vấn tại sao ngay trước cái ngày mà ông Donald Trump gặp gỡ ông Putin thì Donald Trump lại có cái thái độ hơi mềm mẫm như vậy, trong nhất là trong cái vấn đề này, trước một cái thực tế rõ ràng như vậy, trước cái tuyên bố xác nhận của cơ quan tình báo Hoa Kỳ đã xác nhận là nga dính tay vào nga là thủ phạm nga đã can thiệp vào bầu cử mỹ nhưng mà ông donald trump lại không lại có những có một cái quan điểm nó mềm hơn nó không xác nhận không công nhận là nga can thiệp vào bầu cử mỹ và điều này làm người ta đang đặt nghi vấn tại sao và như anh nam nói là cái cuộc gặp gỡ nó sẽ diễn ra như thế nào thì ngày mai chúng tôi sẽ tường trình tiếp đến quý vị trong lúc mà tổng thống Trinh, tổng thống Donald Trump đang du châu Âu đang công du châu Âu thì thưa quý vị đi dự thượng đỉnh 20 thì trên sân nhà Hoa Kỳ những tin tức liên quan đến tình báo Nga càng làm cho phức tạp hơn vấn đề. Thưa quý cho biết rằng ngày hôm nay đó các cái cơ quan mà các cựu và đương kim uh, lãnh đạo tình báo Hoa Kỳ vẫn cho biết rằng sau ngày bầu cử của Hoa Kỳ thì Nga tiếp tục tiếp tục tiếp tục tăng cường và gia tăng hệ thống tình báo vào Mỹ. Bởi vì chúng ta biết rằng từ những phản ứng yếu ớt của Tổng thống Barack Obama và cái việc mà như Hương Giang vừa nói, ông Donald Trump vẫn chưa chỉ mua dùi vào vấn đề nước Nga trong cái vụ mà tiên tặc và can thiệp buộc bầu cử Hoa Kỳ khiến cho, đó kia là nó embolden là tiếng Mỹ đó gọi là embolden là làm cho nó mạnh như Nga mạnh dạng hơn để gửi tiền báo vào Hoa Kỳ thì cho đến giờ phút này theo các cơ quan tình báo Hoa Kỳ cho biết là Nga đã đưa vào Hoa Kỳ khoảng 150 nhân viên tình báo và gia tăng cái việc tuyển dụng nhân viên tình báo một cách lén lút tại Hoa Kỳ và như vậy cái tình báo của Nga có thể nó là đột nhập vào Hoa Kỳ một cách đến mức độ cần cảnh báo vì chúng ta biết rằng là họ có một cái chương trình Hương Giang tưởng tượng không tức là họ đi vào cái du lịch vào nước Mỹ đó, theo một cái visa cái loại là TDV là Temporarily duty visa là visa tạm thời để làm ăn đó và khi họ vào đó thì họ đóng cái vai để doanh nhân họ đi vào nước Mỹ cũng như cũng như cộng sản Bắc Việt cũng có thể là 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 đưa cái tình báo họ vào Hoa Kỳ dưới cái dạng những doanh nhân những giám đốc công ty những tập đoàn này tập đoàn nọ làm ăn thực chất hay là những tên tình báo thì cái điều này thì nay giới tình báo Hoa Kỳ đang rất là quan tâm mà cái việc mà từ chối visa cũng rất là khó Hương Giang làm sao nó? họ đóng cái vai là legitimate business là một business hợp lệ hợp pháp mà làm nào thế nào để đưa những cái bằng chứng ra để chứng tỏ họ là gián điệp là tình báo để từ chối rất khó cho nên cái quan tâm lớn nhất Hoa Kỳ là Hoa Kỳ bộ ngoại giao vẫn tiếp tục gửi những cái visa cấp những visa cho những nhân vật như vậy và họ đột nhập Hoa Kỳ là để làm tình báo họ ngoài cái việc đột nhập Hoa Kỳ là vào Hoa Kỳ làm tình báo họ còn có tìm cách mà tuyển dụng cái tình báo địa phương và cái thứ hai nữa cũng nguy hiểm hơn nữa là họ đưa những nhân vật đó tìm cách sang Hoa Kỳ và xin việc vào những cái cái, cái cái cái, những cái công ty những cơ quan cái tổ chức mà có những cái sensitive information là những cái tin tức mà nhạy cảm hay là classified information là tin tức mật để họ tin các môi thông tin từ Hoa Kỳ và cho nên nếu cái điều này không xảy ra thì trong nếu điều này mà không có biện pháp nào xảy ra không có biện pháp ngăn chặn nào mà hữu hiệu thì có thể là đất nước Hoa Kỳ đứng trước tình trạng tình báo nga xâm nhập rất là mạnh thưa quý vị cho đến hôm nay theo nguồn tình báo Hoa Kỳ đã có 150 nhân viên tình báo của nga đang chính thức hoạt động tại Mỹ trở lại Hương Giang và thưa anh Nam thưa quý vị trước đây thì Hương Giang đã có dịp loan với quý vị là công ty À, về an ninh mạng một công ty nổi tiếng của Nga Kaspersky Lab ở tại Hoa Kỳ thì hiện nay đang bị xăm soi rất là kỹ và trong tuần trước thì à, FBI cũng đã thẩm vấn một số nhân viên ở đây và có cái nguồn tin cho rằng cái công ty của Nga này họ đã có những cái hoạt động gián điệp và cũng không có ngạc nhiên bởi vì những người nào mà thường xuyên dùng máy điện toán đó anh Nam thì đều biết đến Kaspersky bởi vì đây là một cái công ty mà chuyên cung cấp những cái phần du liệu điện toán mà để chống virus rất là hữu hiệu và không có cái này không có vấn đề gì ngạc nhiên và bên cạnh đó thì anh Nam biết quay trở cũng tại Hoa Kỳ vào ngày hôm nay có một bản tin cũng khá chú ý đó là À, Giám đốc văn phòng đạo đức chính phủ của Hoa Kỳ đó là ông Walter vào ngày hôm nay thì đã tuyên bố từ chức và đơn từ chức của ông có hiệu lực vào ngày 19 tháng 7 tức là 6 tháng trước khi mà ông hết nhiệm kỳ à, và tòa bạch ốc vào ngày hôm nay cũng xác nhận là họ chấp nhận cái đơn từ chức của à, vị lãnh đạo à, văn phòng đạo đức chính phủ ông không có đưa ra lý do rời nhiệm sở à, tuy nhiên à, lâu nay nếu mà quý vị nào mà theo dõi tin thì cũng biết đây là một cái nhân vật mà rất là nổi tiếng thường xuyên thách thức chính phủ của ông Donald Trump. Ông đã công khai thúc giục tổng thống Trump là hoàn toàn phải hoàn toàn rút lui khỏi đế chế kinh doanh thì như vậy mới không có cái cái xung đột về quyền lợi. Và ông chỉ trích cái việc chuyển giao công ty Trump Organization cho Eric và Donald Trump và đưa tài sản vào quỹ. Ngay hồi tháng 3 vừa rồi đó thì ông chỉ trích thẳng thẳng thừng chỉ trích tòa bạch ốc đã không có kỷ luật cố vấn cao cấp là bà Conway sau khi mà bà quảng cáo nhãn quần áo Ivanka Trump ở trên đài Fox News và ông cho rằng nếu như mà tòa bạch ốc thiếu kỹ cương như vậy thì có nguy cơ làm suy yếu chương trình đạo đức và thậm chí mà trước khi ông Trump tuyên thệ nhậm chức thì ông cũng than thở rằng hiện nay cơ quan đang đối diện với cái áp lực là phải thẩm định đạo đức một cách rất là vội vã cho những cái ứng cử viên được bổ nhiệm vào nội các của ông donald trump trước cái phiên điều trần chuẩn thuận của họ và một số thì có cái lịch điều trần chuẩn thuận ngay cả khi mà việc thẩm định đạo đức hoàn tất và mới đây nhất gần đây nhất thì ông cũng đã có cái căng thẳng với tòa bạch ốc trong cái việc là ông yêu cầu là tòa bạch ốc cung cấp tài liệu liên quan đến việc miễn trừ quy định đạo đức đối với một số nhà à, cựu vận động hành lang cũng như những người được bổ nhiệm vào chính phủ và cuối cùng cái sự kiên quyết mặc dù bên tòa bạch ốc tìm mọi cách ngăn chặn cái việc này nhưng mà với sự kiên quyết của ông thì cuối cùng tòa bạch ốc cũng phải công bố tài liệu và trong đó cho thấy là có 17 người bổ nhiệm được miễn trừ quy định đạo đức để có thể làm việc trong tòa bạch ốc và trong đó thì có bốn nhà vận động hành lang và những cái việc này đó cái sự thẳng thắn và bộc trực của ông đã khiến rất là nhiều viên chức ở trong nội các của ông Donald Trump chướng tay gai mắt và nhưng mà trong khi đó thì những người mà chống đối tổng thống thì trở nên cuồng nhiệt ủng hộ ông hơn và họ thậm chí lập một cái chương mục ở trên Facebook để vinh danh ông trở lại Vân Nam à, thì ông ta được tổng thống Barack Obama tiến cử vào chức vụ giám đốc của cái cơ quan mà đạo đức của chính phủ vào năm 2013, 4 năm trước và năm tới thì ông ta mãn nhiệm. Tuy nhiên ông ta từ chức trước, trước một năm. Ông ta tên là Wonder Swap. Thưa quý vị, đó là cái nội dung chính của ông ta đó là tránh vấn đề xung đột quyền lợi giữa cái người làm chính phủ với là các cái các cái vấn đề mà lợi tức cá nhân Uh, quyền lợi cá nhân thì uh, ông ta từ từng cãi cọ nhiều lần với tổng thống, uh, với các luật sư tổng thống nhất là sau khi mà như Hương Giang vừa nói đó cái một cái uh, cố vấn cao cấp tổng thống Donald Trump là khuyến khích thời trang của uh, cô ái nữ Ivanka thì ông tên tiếng rất nặng đề nghị trừng phạt vấn đề này để giữ cái đạo đức của chính phủ nhưng mà thưa quý vị ông ta thất bại trong vấn đề đó khiến cho có thể một trong lý do dẫn đến cái việc từ chức của ông ta trong cái thứ từ chức của ông ta mình học được cái điều này thì Hương Giang hai cái chữ rất quan trọng chữ thứ nhất là public service có nghĩa là public trust yeah. anh phải phục vụ công chúng thì có nghĩa phải có được niềm tin công chúng mà có niềm tin công chúng phải làm gì thưa quý vị là phải trung thành không phải với tổng thống mà trung thành với hiến pháp với luật pháp nước mỹ và với những cái tiêu chuẩn đạo đức lên trên cả cái quyền lợi cá nhân trên trong suốt 40 năm vừa qua thì tất cả những vị tổng thống nào mà khi mà họ làm tổng thống, họ tuyển chọn nhân viên, họ đặt cái tiêu chuẩn lên rất là cao và thường thường là nó có một chữ này là quan trọng thưa quý vị, là vị tổng thống lên có tài sản cái thương mại họ đưa vào cái fly trust. Cái trust là gì? Một cái tổ hợp quản trị mà cái tổ hợp đó hoàn toàn vị tổng thống không biết gì hết. Trong trường hợp Tổng thống Donald Trump thì họ đưa vào chuyển xa giao cho đứa con trưởng thành con ông ta và một cố vị mà executive mà um, director một cái giám đốc và điều hành. Cho nên những cái đó, đó nó vẫn đi vào cái quỹ đi vào cái quyền lợi của Trump organization. Cho nên cái đó nó theo ông mà theo cái nhân vật mà giám đốc cái đạo đức của chính phủ đó là ông Wonder Shop này thì cái hành động đó nó 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 nó, nó, nó nó, xung đột, quyền nó lợi. xung đột quyền lợi và ông ta từ chức và ông ta trở thành một cái nhân viên của cái campaign legal center một một cái viên chức của cái trung tâm pháp lý về vấn đề không luật pháp không phải là nhân viên đâu nam mà là giám đốc cao giám, cấp giám dạ. đốc cao cấp và... để chi đó để mà giám sát cái việc tài chính và luật lệ tranh cử Thưa dạ quý vị. À, và hồi nãy anh Nam nhắc đến nguyên tắc dịch vụ công thì đúng là trong cái thư từ chức của ông đây là cái câu mà 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 người ta gọi là cái câu mà câu quan trọng nhất đó là ông cho biết là bảo vệ nguyên tắc dịch vụ công là niềm tin của công chúng và đòi hỏi nhân viên phải đặt lòng trung thành với hiến pháp luật pháp và nguyên tắc đạo đức lên trên lợi ích cá nhân và thưa quý vị như anh Nam Vừa mới nói quý vị là Ông sau cái ngày 19 tháng 7 Thì ông sẽ về làm Cho trung tâm pháp lý chiến dịch Tức là một tổ chức cải tổ tài tránh chiến dịch Phi đảng phái Và hy vọng ông sẽ thành công Và sau đó sau khi mà ông đi thì Tổng thống Donald Trump sẽ bổ nhiệm người khác thay thế vì tuy nhiên cái việc này thì nó mới diễn ra ngày hôm nay cho nên chưa, chưa chúng ta chưa biết là sẽ có những cái danh sách ai lọt vào cái danh sách mà sẽ được ông Donald Trump để mắc tới và bổ nhiệm vào cái chức vụ này. Chúng ta chỉ còn vài phút nữa Hương Giang còn tin tức nào vào giờ chót thưa quý vị. À, dạ, những bản tin thưa quý vị hương giang muốn quay lại cái chuyến đi của ông donald trump một chút xíu đó là vào ngày hôm nay thì ông donald trump đã có một cái cái bữa ăn tối uh, thưa quý vị một bữa ăn tối với các nhà lãnh đạo của nam hàng và của nhật bản và cũng tại đây, Tổng thống Donald Trump cũng lên án Bắc Hàn đã thử hỏa tiễn đạn đạo xuyên lục liên, liên, lục địa thưa quý vị. Và sáng ngày hôm nay thì ông trong cái bài phát biểu của mình thì ông Donald Trump cũng cho biết là có thể sắp tới sẽ có những cái biện pháp một chút xíu cứng rắn đối với Bắc Hàn. Tuy nhiên ông ông cũng thẳng thắn nói rằng là ông là một người không có muốn cho biết trước là những cái kế hoạch, những cái dự kiến của mình cho nên là cũng rất là mập mờ cho nên không biết là cái 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 biện pháp cứng rắn này là biện pháp gì nhưng mà chúng ta có thể biết là ngày hôm qua bà Nikki Haley thì bà đã tuyên bố lệnh trong cái trường hợp buộc phải làm thì Hoa Kỳ sẽ chịu sử dụng tới vũ lực và cũng vào ngày và thưa quý vị cũng vào ngày hôm nay thì ông Donald Trump cũng gửi đến một thông điệp cho Âu Châu là Câu hỏi căn bản của thời đại mà chúng ta đang sống chính là câu hỏi liệu phương Tây có ý chí tồn tại hay không? Và ông cũng cho biết là những cái giá trị trị phương Tây sẽ làm gia tăng cái nguy hiểm bằng bởi chủ nghĩa khủng bố và chủ nghĩa cực đoan. Thì đây được xem là một cái lời cảnh báo từ Tổng thống Hoa Kỳ đối với các quốc gia phương Tây. À, có lại bản tin cuối cùng của Xuân Nam xin gửi đến quý vị là trong ngày hôm nay thì vào thứ năm thưa quý vị tại Hoa Kỳ thì trong cuộc họp Hội đồng Bảo an Liên quốc gồm 15 vị để nói về một cái bản dự thảo về yêu cầu uh, ra một cái nghị quyết về trừng phạt Bắc Hàn do Hội đồng Bảo an Liên quốc đưa ra. Thì trong phiên họp này chúng ta biết là bản, bản dự thảo do phía Hoa Kỳ đề ra đó là bà Nikki Haley đã đề ra nhằm mục đích lên án cái vụ phóng hoa tiễn của Bắc Hàn uh, và yêu cầu trừng phạt nặng nề hơn dự tính là sẽ thông qua trong vài ngày tới thì gặp sự phản đối và bác bỏ của nga viên phó đại sứ nga tham dự cuộc họp nói là nghị quyết không giải quyết được vấn đề và trừng phạt của trừng phạt về kinh tế cũng không nên bởi vì sẽ làm thiệt thòi làm, làm hại đến hàng triệu người dân bắc hàn đang đói khổ và cần cái viện trợ về thực phẩm và nhân đạo thì cái cuộc không biết là nghị quyết này sẽ đi đến đâu nhưng hiện nay vấp phải sự chống đối của nga trong cái phiên họp đầu tiên này thì um, phía uh, phía mà phía Mỹ thì có những phản đối và họ cho rằng phía mà ông Kim Jong Un đã có những những cái tấn công và đe dọa nước Mỹ ví dụ như là vào ngày 4 tháng 7 vừa ra rồi quốc khánh Mỹ thì phóng một cái hỏa tiễn đạn đạo liên lục địa như vậy và đó là quà tặng trên nước Mỹ những ngày quốc khánh thì cũng đã quá đáng nhưng mà phía Nga thì cho cho rằng là cái chưa phải lúc là trừng phạt như, như, như vậy thì cái tình hình không biết sẽ đi về đâu Nhưng mà có thể ông Trung ngày hôm nay cũng hé mở một chút là có thể có những biện pháp căng thẳng và nghiêm trọng hơn chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi vấn đề này thưa quý vị cảm ơn quý vị theo dõi Radio Phú đêm và tối hôm nay và quý vị có thể nghe được bản tin này trên một thời sự của truyền hình calitouri com hay trong một video của nhật báo calitouri của báo calitouri com calitouri com à, quý vị cũng có thể theo dõi tiếp trong bản tin tức của chúng tôi trên báo hàng ngày của calitouri xin cảm ơn sự theo dõi tất cả quý vị chương trình tin tức được sự bảo trợ của công ty an hạnh thưa quý vị tọa lạc trong grand san simon số điện thoại bốn trăm tám hai công ty đang an hạnh đang on sale nhiều mặt hàng thưa quý vị với những quà tặng quý vị có thể theo dõi trên báo chí đặc biệt thuốc apex có nhiều quà tặng thưa quý vị tức thuốc được xem là thuốc rất là tốt dược phẩm rất là tốt để mà trị những bệnh viêm khớp thấp khớp vân vân đau nhức vân vân quý vị liên lạc công ty ngành 408 217 8652 xin trân trọng cảm ơn sự theo dõi tất cả quý vị mời hương giang ở đây chào quý vị Hương Giang cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình của chúng tôi và kính chúc quý vị một buổi tối ấm cúng bên người thân và bên gia đình. Xin chào và xin hẹn gặp lại. Chào và xin hẹn gặp lại. Chào và xin hẹn gặp lại. Chào và xin